cái mặt anh có làm gì đâu. Anh có làm gì mà. Bỏ ra. Bỏ ra. Nè, anh làm cái gì vậy? Buông bạn của tôi đi. Bỏ cửa ra. Bà, kết quả của tôi sao rồi? Kết quả gì? Đang bận học bài sao? Thì kết quả tôi nhờ bà nói chuyện với ông Hoàng đạo diễn đó. Về cái vai diễn của tôi á, bà nói chưa? Thôi, tôi muốn dính dáng tới đâu nha. Miễn cho tôi đi. Với lại cái kiểu đàn ông háo sắc đó, ôi, có cho vậy tôi cũng không tiếp cận đâu. Nên là bà để tôi bình yên với lại cuốn sách luật của tôi nha, sắp thi rồi. Bà nhìn nè, đẹp không? Trời ơi, cái mẫu thiết kế này á là trời ơi hợp với bà lắm luôn á, giống như là sinh ra để dành cho bà vậy. Bà nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè. Ê, đẹp quá ha. Đẹp mà. Ê bà, tôi nói thiệt nha, bà mà mặc cái đầm này vô hả, bà đi gặp ông đạo diễn Hoàng hả, là không có cần chiêu trò gì mà tôi chỉ hết. Đúng rồi. Ông sẽ tự xa vô lòng của bà. Không. Ê ê, Kim, nếu như mà bà không đồng tình với lại ý kiến của Xuân thì bà cũng không được hắn hủi như vậy chứ. Bà có biết á là cái váy này á nó cũng mỏng manh dễ vỡ như tôi vậy không? Thôi thôi được rồi, bạn thân mà không có giúp nhau gì hết trơn á, coi như là sự nghiệp diễn xuất của tôi kết thúc từ đây đi. Cứ để cho tôi trở thành một diễn viên tuổi càng cao mà tên thì nằm trong xó bếp, tôi bỏ nghề diễn luôn cho rồi. Nhờ bạn con chút xíu mà bạn cũng không có giúp nữa. Rồi, được rồi, tôi làm, chịu chưa? Vậy là mặt váy của tôi đúng không? Nhưng mà chỉ có một điều á, là cái ông này á, ổng nổi tiếng á, là cho các nàng lên thớt rồi muốn tính gì tính đó. Vậy luôn. Trời ơi, ghê vậy. Bởi vậy lần này tôi nói là tụi mình á, phải làm một trận mà bách phát bách trúng, phải cho hắn là trở thành một con mèo ngoan, còn tụi mình thì vẫn còn được nguyên vẹn. Vậy là bây giờ chúng ta phải tạo ra bằng chứng và uy hiếp ổng. Chính xác. Dân lực có khác. Nè bây giờ hả, bà gọi điện cho ổng nha, xong bà sẽ hẹn ổng ra. Đến lúc á mà ổng dở trò đòi bại, cái hả tụi tôi lấy điện thoại chụp hình liền. Nhưng mà tôi nghĩ á hả, phụ nữ mà làm chứng cho nhau á thì xưa rồi, bây giờ hả tìm đàn ông thì mới có tính thuyết phục hơn. Mà tìm ai bây giờ? Ước gì anh được làm mây để bay theo em, để bay theo em tung tăng cả ngày, để bay theo em tung tăng suốt ngày. Ước gì anh được làm gió. Chị Linh, em có món quà muốn tặng cho chị nè. Liên ơi. Ô, nhà Liên à? Ừ, đẹp ghê ha. Trời cứ đẹp, thoải mái đi. Rộng to. Cứ tự do thoải mái đi, thích cái gì thì xài đó ha. À, Linh lên chợ lấy chút đồ, đợi tí nha. Linh đi nhanh nha, nhân không chờ lâu đâu. Biết rồi, hết muốn rồi. Ủa Tính, em không đi học hả? Không. Nhanh nha. Chào anh. Anh cho em mượn cái đàn nha. Không, tôi đang tập. Xem khác. Ê, anh kia, sao anh vô nhà người ta mà tự tiện đụng đồ vậy? Lỡ hư bể ai đền? Tránh ra. Xin lỗi. Này, anh làm gì ấy? Này, tôi mới đụng nhẹ thôi nha. Đụng nhẹ lỡ bể ai đền? Có chuyện gì tôi vậy? Tôi là khách mà, tôi đến nhà này tôi là khách nha. Chuyện gì? Tính, em làm cái gì vậy? Nhân, Nhân có làm sao không? Không sao hết á. Rồi còn Linh nữa. Mốt á, Linh nói bạn trai của Linh á là vô nhà người ta đừng có tự tiện như vậy. Cái gì? Em mới nói gì vậy? Tôi nói á là bạn trai của Linh á. Bạn trai của ai? Trai của Linh chứ không phải hả?
Linh Linh Nhân Nhân còn mẹ má nữa. Em mắc cười thì cái tính. Cười gì? Này là em trai chị mà, em họ đó. Làm như tôi cũng nít vậy. Em họ cái gì mà được bắt người nam mà em họ cái gì? Thì sao? Có sao đâu. Tôi là người Hà Nội, tôi là em họ chị thì bây giờ tôi vào đây tôi học thì tiện thể thăm chị luôn. Đúng rồi. Thấy không? Thiệt. Thiệt chứ sao thiệt. Mà công nhận nha, hai mình đi đâu người ta cũng nghĩ hai mình yêu nhau á. Thân thiết quá mà. Thân thiết quá mà. Ê, qua đây. Chuyện gì nữa vậy? Thì bước qua đây đi. Tôi ăn thịt đâu mà sợ, qua đây. Ba ơi. Xin lỗi. Cầm đàn chơi đi. Hết hồn à. Thoải mái đi, nhà này thoải mái lắm. Muốn đụng đâu cũng được hết á. Ê bà Linh, nãy đang bàn kế hoạch mà bà đi đâu rồi? Đúng rồi đó, đi đâu vậy bà? Ngồi đi. Ủa, nhóc nào đây? Em chào anh chị, em tên là Nhân. Em đến từ Hà Nội và em là em họ của chị Linh. Xứ sở thần tiên mộng mơ, đeo nơ trên đầu. Đã tìm được nhân chứng. Em uống nước đi. Dạ, cảm ơn anh. Kim à, em có biết là ngay từ cái bữa casting á, anh cảm nhận thấy được từ trong cái diễn xuất của em, nó có thể là những trường hợp rất ít ở trên thế giới này. Thiệt hả anh? Nhưng nó sẽ phát huy nếu được khai thác bởi một bàn tay đạo diễn tài ba. Anh nghĩ là anh có thể giúp em được điều đó. Dạ. Nếu như mà em muốn được chấp cánh trong bầu trời nghệ thuật này, anh nghĩ là phải hẹn nhau ở một cái nơi nào đó thật là yên tĩnh, để cho chúng ta có thật là nhiều cảm xúc. Thôi, dễ chưa? Mãi chưa dễ thích. Ừ, cái thằng loi nhoi này, tôi đã nói với bà rồi, đừng có cho thằng quỷ này đi theo. Vậy mà bà không nghe tôi, bà nhìn kìa, cho nó theo giống như mình phải đi chăn trẻ vậy. Có sao đâu bà, lâu lâu mới có cơ hội được lập công mà, đúng không Nhân? Thấy chưa, chị cũng nào ông Hà sát em. Tiếc quá. Dạ. Anh có việc đột xuất rồi. Dạ. Nếu như em rảnh bất cứ lúc nào, dạ, hãy gọi cho anh. Chúng dạ ta sẽ cùng bàn thêm về nghệ thuật nha. Dạ. Vậy có gì em sẽ nhắn cho anh sau nhé. Anh đi dạ nhé. Dạ. Chào anh. Ông đi về kìa đúng không? Đi về kìa, đi về kìa. Sao vậy? Kế hoạch bị phá sản rồi, tại ở đây đông người quá. Trời ơi, khó khăn lắm mới có cơ hội mà. Không sao, không sao, không sao. Chị ơi, nãy giờ em tác nghiệp ý, chụp được mấy chục tấm luôn. Kiểu gì cũng có ích. Này, đây. Nãy có cánh lắm tài á. Mà coi coi được không? Không sao của tôi đó. Trời ơi, nhất rồi quá. Trời ơi, hình gì đâu mà chụp ai hết trơn vậy? Em á, đúng là vô tích sự. Chuyện nhỏ làm cũng không xong nữa. Ê, hay là bây giờ bà nhắn tin cho ổng, bà hẹn ổng về nhà đi. Thì ổng biết tổng là tôi ở chung với mấy người mà, làm sao mà qua nhà được. Mà có qua thì cũng đâu có làm gì bậy được đâu, đúng không? Mắc công bể kèo. Thì có sao đâu, bà nhắn tin cho ổng hả? Bà nói là cả nhà đi chơi hết rồi, ở nhà chỉ có mình bà thôi, là ổng chịu qua liền à. Nhắn đi. Ôi, tôi không biết nhắn đâu. Bà không biết nhắn đi thì tôi nhắn cho. Ê, có gì mà không biết. Trời, vậy luôn hả? Thì khó lắm mới có cơ hội mà, mọi người không biết là mình phải nắm bắt lấy cơ hội chứ. Bây giờ bà cứ cầm điện thoại này, bà gọi điện cho ổng, bà hẹn ổng về nhà đi. Còn mọi chuyện còn lại á, cứ để tụi tôi lo. Action. Đạo diễn đi vô.
Đồ quỷ sứ, sao anh đến trễ vậy? Giờ anh lâu không ạ? Cắt. Trời ơi, cái câu thoại của người ta ngọt ngào vậy mà vô miệng bà nó thành lạnh tanh vậy. Bà làm vậy là không được. Tay chân không có linh hoạt gì hết trơn. Đây nè, tôi nói bà nha, tay của bà phải yểu điệu một chút. Mình là phụ nữ mà. Xong rồi ánh mắt phải mơ màng, miệng phải lúng liếng, nhìn thẳng vào mặt đối phương. Thoại. Baby à, anh có biết là em đợi anh lâu lắm rồi không? Em giận, em giận hết sức, em giận. Đó, y chang vậy, bắt chước đi. Tay chân rồi mắt mũi rồi phải diễn chứ. Thoại gì đâu mà cứ đơ à. Baby à, baby à, anh có biết là em giận anh lắm không? Em giận anh, giận, giận, giận hết sức à. Mà bỏ luôn đi, tôi nói thiệt tôi bó tay với bà luôn á. Trời ơi, tập hoài từ sáng tới giờ mà sao có một câu thoại mà nói hoài không được vậy? Cái gì? Bỏ là bỏ làm sao? Bao nhiêu là công sức, bao nhiêu là chuẩn bị. Đâu phải nó bỏ là bỏ. Chứ bà coi bà đó, trời ơi, tôi tập cho bà hả? Tôi cũng mệt nữa mà hả, bà tập từ sáng tới giờ có được đâu. Làm sao mà bắt đầu kế hoạch được đây? Còn bà nữa, bà cũng dẹp luôn cái ý định là hãy làm stylist riêng cho tôi đi. Tôi không thấy khả quan gì trơn rồi nè. Không có được, tuyệt đối là không được. Chính xác là thần thái này. Tại sao tôi không nhìn ra trời? Tôi không nhìn ra được vẻ đẹp mặn mà, lạnh lùng và quyến rũ của bà. Đúng vậy, đàn ông người ta thích những cái gì mà bí ẩn, phải lạnh lùng một chút mới có sức hút. Đúng luôn. Bởi vậy, hãy là chính mình. Ông Hoàng sẽ thích một kim lạnh lùng chứ không phải là xuân sến sẩm đâu nha. Con mồi tới. Mọi người sẵn sàng vô vị trí. Chào anh. Ôi, chào em. Dạ. Để anh đóng cửa lại cho. Ôi, nhà em đẹp quá ha. Dạ, cảm ơn anh. Lãng mạn nữa chứ. Anh có cảm giác anh bước vô thiên đường tình yêu vậy đó. Thiệt hả anh? Dạ. Nhà em không ai hết hả? Dạ đúng rồi, bạn của em cũng đi chơi hết rồi. Anh không, tại vì em đứng che cái cửa, định khóa cửa giùm em thôi. Dạ. Em ngồi đi, tự nhiên như nhà của em đi. Ồ, nhà em lãng mạn quá ha. Em ở mình vậy chắc buồn lắm hả? Dạ, thì cái lúc mà mình có nỗi buồn á, bạn bè bỏ đi hết, cho nên cô đơn lắm. Bạn bè là như vậy mà. Kim. Dạ. Em có tin không? Tới với mình rồi. Kim. Anh Hoàng. Anh Hoàng. Anh đi mà. Đi. Anh không được đụng với tôi. Anh đi ra thôi. Đi ra. Đi mà, anh có làm gì đó. Đi ra. Kim. À. Anh chưa có làm gì mà. Bỏ ra. Đụng với tôi. Cái gì vậy? Buông bạn của tôi đi anh! Mở cửa ra! Kim! 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 Kim ơi! Bà có sao vậy? Kim ơi! Bà bị sao vậy Kim? Trời ơi! Bỏ đi! Nè! Anh giỡn mặt đó hả? Anh mà làm cái gì Kim hả? Là anh có chuyện tôi á! Chưa! Đừng, chưa có làm gì. Ê, khoan đã, bây giờ lo cho bà Kim
coi bà không sao không đã. Kim à, bà có sao không nhở? Bà đừng làm cho tụi tôi lo nha. Bà Kim, bà đừng có buồn quá nha. Cái gì á thì cứ nói ra cho tụi tôi đi, chứ đừng để trong tim. Bà mà để trong lòng á là không có ai tìm ra, là coi chừng bị tâm bệnh á. Mà tâm bệnh là chữa không có được đâu. Sao bà không có chút cảm xúc gì hết trơn nhở? Có khi nào là bà bị kích động quá xong bị đứt luôn sợi dây cảm xúc không? Bậy tao, bà nói gì vậy? Vậy chứ giờ tụi mình sao giờ? Không biết nữa. Ê, tôi có một cách này. Người ta nói á, khi mà mình buồn á thì cứ nghe chuyện gì vui vô là bắt đầu cảm thấy tâm trạng thoải mái liền. Dạo gần đây á có một cái chuyện đang rất là nổi tiếng, giới trẻ đọc nhiều lắm. Chuyện hả? Tôi thấy cũng hay nhưng mà ổn không á? Không thử thì sao biết được. Trời ơi, bà thấy không? Ông nghĩ sao mà ông làm vậy? Trời ngu hết sức. Bà thấy bà vô duyên không? Nãy giờ bà đọc chuyện cười, bà ngồi bà cười mình vậy á. Không ai bắt cười hết trơn á. Nhìn kìa. Hay là bà đổi chuyện khác thử coi. Ê, hay là mình đổi qua chuyện nữ hoàng Ai Cập đi. Ê, như bà có triệu chứng mà bà sắp khóc đúng không bà? Đó, hoàng đó. Bà cứ nhắc cái chữ hoàng hoài. Đã nói là không được hoàng mà. Ờ, chết. Bà mới vừa nhắc lại á. Đừng có nói nữa. Ui mấy chị ơi, mấy cái bánh bao hoàng kim đó rồi, để em cầm về. Trời ơi là trời, bây giờ mình còn nhắc tới chữ hoàng nữa em muốn chết rồi hả? Trong nhà này bây giờ cấm tất cả những cái từ ngữ nào liên quan đến chữ hoàng. Ê, bà cũng nhắc bà không nữa. Chết, tôi không có ý. Bánh bao ở dưới á, xuống dưới bà lấy rồi đi về đi, đừng có phiền tụi chị nữa, nhanh lên. Muốn để em coi. Coi cái gì? Nhiều chuyện nữa. Chị, mấy cái bệnh tâm lý kiểu này á, em chữa một phát một. Cái gì? Bà Hoa, cái ngành của em học thì liên quan gì tới ngành y hả? Hôm trước ấy, em mới học về cái gọi là sự tác động của con lắc đến hệ thần kinh. Đó, các chị đã bao giờ nghe đến gọi là thuật thôi miên chưa? Thôi, đừng có ba hai nữa, đi về nhanh lên nha. Ê, bà. Hay là mình để cho nó thử đi. Người ta nói hả, có bệnh thì giái tứ phương. Nhưng bây giờ chị giái em, chị tin em, xã hội này tin em. Em thử đi. Trời ơi, chỉ có chị Xuân hiểu em thôi. Nó là em của tôi mà Xuân. Cứ cho nó thử đi, biết đâu có hiệu quả. Thế các chị, chờ em một lúc nhé. Thằng này, bà này. Chị Kim, khi nào mà em nói nhắm mắt thì chị hãy nhắm mắt lại và nghe theo giọng nói của em. Nhắm mắt lại. Từ từ thôi. Hãy nghe theo những hình ảnh mà em sẽ dẫn lối chị đi. Chị có thấy xung quanh cuộc đời mình đang toàn là màu hồng? Những cánh chim trắng đang bay lạc đàn ngoài kia. Nhưng mà chúng vẫn rất vui vì có nhau đùm bọc về tổ. Chị hãy như những cánh chim trời ngoài kia đi. Bay đi, tự do đi. Tìm đến chân trời mới, nơi mà chị không phải lo lắng về điều gì cả. Tỉnh dậy đi chị Kim. Cưng không có yên với chị đâu, nghe chưa? Lần sau bỏ cái tập lên danh đi. Ê bà, hay là mình báo cho gia đình của Kim biết đi, để gia đình của bà còn giúp bà chứ. Khùng mà, đâu được đâu. Cái chuyện này á chỉ có tụi tôi với là bác sĩ Phú biết thôi. Kim đâu muốn gia đình nó biết. Bác sĩ Phú?
Sao tôi không nghĩ ra ta? Theo như mọi người kể á, thì đây là khá khó, tôi không làm được. Tại sao? Cái này là tâm bệnh, tôi là bác sĩ phụ sản. Tâm bệnh và phụ sản là hai cái hoàn toàn khác nhau, ngoài khả năng của tôi. Nhưng mà yên tâm đi, tôi sẽ kiếm một bác sĩ giỏi về tâm lý chữa trị cho Kim. Nè, anh nói vậy làm sao mà nghe được? Anh là người duy nhất biết được tất cả bí mật của ông Kim. Bây giờ anh nói là anh gọi người khác, lỡ như người khác biết được bí mật của ông Kim, làm sao mà nó chịu đựng được? Nhưng mà tôi nói không được là không được. Thôi, xin phép. Khoan đã. Người ta nói á, bác sĩ á là sẽ cứu bệnh nhân. Kim nó cũng là bệnh nhân của anh mà sao anh bỏ mặc nó vậy được? Đúng rồi đó. Bây giờ anh thích về thì anh về đi. Nhưng mà theo tôi được biết là hình như anh thích Kim mà. Tại sao anh không giúp được gì cho Kim hết trơn vậy? Được rồi. Tuy là ngoài khả năng của tôi, mà tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô dẫn Kim xuống đây đi. Được rồi. Hay cô ra ngoài đi, để tôi lại tôi khám cho Kim. Cái trò đổi bác sĩ này có tin tưởng được không vậy? Yên tâm đi, tôi đã gọi ổng là có lý do mà. Mà lý do gì? Tôi là người mới có biết đâu. Nhiều chuyện quá, đi. Cô thiệt là sao cô tự hành hạ mình như vậy hả? Cô có biết là cuộc sống này rất đáng sống không? Cô cứ ưu ức trầm cảm vậy hoài, không tốt cho sức khỏe cô tí nào hết. Tôi đang nói chuyện với cô đó. Gọi lên đi. Gọi lên. Gọi lên. Gọi lên. Gọi tôi lên. Tôi sẽ làm cho cô cười bằng được. Điều trị xong rồi, cái cô vô đi. Cuối cùng thì Kim cũng đã quay trở lại rồi, chúng ta mãi tiệc ăn mừng thôi. Bác sĩ cô rất là thiên tài. Ủa, thấy có gì thay đổi đâu, mặt cũng như lúc nãy mà. Ủa, anh điều trị cho Kim xong rồi đó hả? Đó, xong rồi đó. Xong nào? Tôi khuyên cũng gãy lưỡi luôn, cơ mặt không nhúc nhích. Thôi bác sĩ cũng bó tay, tôi về. Trời đất ơi, đâu có được. Thôi tôi về. Anh không được quá à. Nào, anh là bác sĩ á, họ làm sao mà như vậy được. Anh phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm chứ. Đúng. Gì vậy? Gì An ốc tôi đâu vỏ. Tự nhiên tôi phải chịu trách nhiệm là sao? Mấy người kỳ quá, tôi đi. Thì ra là mày. Mày làm em cho có bầu đúng không? Có bầu rồi, có bầu rồi nào? Anh hả? Ai vừa nói ăn ốc quả vỏ? Không phải mày thì lần nào? Không phải. Tụi mày sẽ chết với tao. Không phải, anh hiểu lầm rồi. Tao kêu mới là bà phải giúp em cho nên mới bị người ta hại. Cái gì? Đúng rồi. Cô là ai? Kim. Em bị sao vậy? Kim. Ai làm cho Kim ra nông nổi vậy hả? Kim ơi. Quậy lên luôn á, giận sao? Kim. Kim ơi. Kim, tôi sao không nói gì là sao? May quá, may quá, may quá, yeah, yeah. Cái gì xém thì quýnh mà còn kêu may nữa. Tôi tìm được liệu pháp trị bệnh cho Kim rồi. Hả? Thì có. Gọi là sức mạnh tinh thần. Hãy chạy theo những ước mơ, vì ta chỉ có một lần để sống. Mỉm cười khi ta tự tin bước qua chính ta, để chinh phục những gì.